Đi thu tiền phòng ấy thì chỉ cần chúng nó chuyển khoản là được. Tôi thích đi tập thể dục ấy mà. Chị đến thu tiền nhà à? Không gấp, tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, không được dẫn đàn ông về. Nhưng tôi nghe bảo vệ phản ánh rất nhiều lần cô dẫn trai về phòng rồi đấy. Ai nói linh tinh hay em thì không yêu đâu à? Tôi phải vào kiểm tra. Em đã bảo là em có bạn trai rồi mà. Có chuyện gì vậy? Để tôi xem. Ta là ai? Dám đến địa bàn của chị để mà gây chuyện à? Mày có thích chết không? Muốn lên cùng tầng với mình, nhưng thấy mình lại nhấn tầng khác. Hình ký hiệu tam giác trên cửa nhà Dung. Ký hiệu này là... quả nhiên không phải người yêu. Đã điều tra ra rồi đấy. Tên đấy ấy là chuyên đi rình rập các chị em phụ nữ. Tôi đã làm theo lời của bà rồi, là để một đôi giày nam ở trước phòng các bạn nữ. Mỗi tháng bà qua đây thu tiền phòng ấy, mục đích là đi kiểm tra an ninh đúng không? Nghe lắm chuyện. Thôi đi thôi. Ký hiệu này. Đi mồm. Đi vào nhà. Cửa sổ đang đóng, nếu mở ra kêu cứu sẽ chọc hắn nổi điên. Khu này mới xây nên còn ít người ở, nếu chỉ có một mình thì sẽ không chống lại được hắn. Các cô gái, hãy cài ngay chức năng SOS trong điện thoại. Tiền đều ở trong ví. Mật khẩu trong thẻ là gì? Mình phải nói ra địa chỉ nhà cụ thể. Thẻ này được làm tại tầng 3, số 5 đường Cầu Giấy. 191519. 3 2 1. 191519 là ký hiệu số cho SOS. Các bạn hãy theo dõi tôi. Tôi sẽ giúp các bạn tránh xa nguy hiểm. Tôi đặt phòng muộn quá. Đây là còn mỗi cái nhà nghỉ thôi. Thôi không sao, miễn có phòng là được rồi. Có ai không ạ? Em xin lỗi chị ạ, em đang rửa tay một chút. Cho em đặt phòng ạ. Thẻ của chị đây ạ. Chúng tôi đặt phòng VIP, sao cậu lại đưa cho phòng thường? Em, tôi đặt phòng. Thái độ phục vụ kiểu gì đấy, chúng tôi không đặt phòng nữa. Đi. Này, tôi đặt phòng thường mà. Đừng hỏi nhiều nữa, báo cảnh sát đã. Quầy lễ tân toàn là đồ phụ nữ, mà nơi đó cũng không có trên ảnh chủ, không yêu cầu chứng minh thư, không bật máy tính, chỉ đưa mỗi thẻ phòng. Ê, bà xem này, nhà nghỉ hôm qua vừa mới lên thời sự, hóa ra là bị cướp. May mà có người báo công an đấy, mà công nhận bà giỏi thật đấy, may mà có bà. Thế thường rồi. Nhưng mà tối nay chúng ta ở đâu? Ôi dạ. Anh không xóa mấy bức ảnh ấy đi, tôi sẽ cho anh sáng nhất Facebook đấy. Hồ sơ này của cô tôi đã xem qua, vị trí công việc này không phù hợp với cô đâu. Tại sao anh chưa hỏi gì đã bảo nó không phù hợp? Hay là lúc nãy tôi bắt quả tang anh chụp trộm gái, nên là bây giờ anh lấy vận công của mình riêng đúng không? Vậy tôi hỏi cô đã có kinh nghiệm đào tạo nghiệp vụ về ngành này chưa? Cô có biết là công việc này cần những gì không? Chúc mừng cô nhé, cô đỗ rồi à? Vâng, chắc cô đã được đào tạo nghiệp vụ chưa? Tôi biết, nhưng mà họ không hỏi tôi. Được lắm, dám gây khó dễ với tôi à? Mà còn cô nữa, rõ ràng là biết anh ta trục trộm rồi mà vẫn cố tình tỏ ra như không biết gì. Cô đúng là đồ hố lì đấy. Cô nói cho cẩn thận nhá, anh ta không phải là trục trộm tôi, mà anh ta chỉ bật camera lên để căn vị trí lùi xe thôi. Hơn nữa, cô đi phỏng vấn mà cô ăn mặc như thế này à? Anh ta không hỏi tôi những câu như đã hỏi cô. Bởi vì sao? Cô ứng tuyển vào vị trí lễ tân, còn tôi ứng tuyển vào vị trí kinh doanh cơ mà. Trang ơi, sao phải đến muộn nhất thế? Tôi xin lỗi nhá, dạo này tôi bận làm ăn quá, vừa mới ký cái hợp đồng 2 tỷ. Hôm nay mọi người cứ uống thoải mái đi, tôi mời. Bao nhiêu năm mà vẫn thế nhỉ? Như thế là như thế nào? Đồ tôi dùng bây giờ đều là hàng hiệu cả. Cậu có đi làm mấy năm không được tiền mua đâu. Mọi người tụ tập đến đây để họp lớp, không phải là nơi để mà bà khoe khoang. Hôm nay tôi đến đây là để giúp mọi người phát tài đấy. Tôi đã gửi cho mọi người app đầu tư thông minh ở trong group chat rồi. Nạp vào 10 triệu thì lãi 2 triệu, 100 triệu thì lãi 20 triệu. Vì chơi với nhau nên là tôi mới chia sẻ cho mọi người đấy. Bạn bè với nhau mà bà cũng tính lừa đảo nữa à? Tôi giàu có như thế này, sao mà lừa đảo ai? Bà cố tình đến muộn và đi theo chiếc xe sang. 10 năm trước có thể là nó sang thật, nhưng mà bây giờ nó đã bị giảm đi gấp 10 lần rồi. Cái app mà bà đưa cho chúng tôi ấy, phải tải ở trên một cái đường link mập mờ. Đến lúc app này mà bị mất đi thì tiền gốc còn mất, cũng chỉ là tiền lãi. Bạn bè với nhau mà bà cũng tính lừa đảo như thế à? Cô làm cái gì đấy?
giữa chỗ công cộng mà cho con bú, cô không thấy ngại à? Tại vì tôi không tìm thấy công việc cho mẹ với bé, nên là thôi chị thông cảm nhá, để tôi tránh đi. Trên đời sao lại có những cái loại mà không được dạy dỗ như thế nhở? Kẻ lo chuyện bao đồng không ít đâu. Này, người ta cho con bú thì liên quan đến cô. Cô không muốn nhìn thì ai ép cô nhìn? Cô ta có thể ra ngoài hoặc là vào trong nhà vệ sinh cũng được mà. Thế cô không được học hành tử tế à? Ngoài trời thì mưa, cô bắt người ta ra ngoài. Tôi hỏi cô nhá, cô có ăn cơm trong nhà vệ sinh không? Cô mà ăn được ấy, tôi sẽ cho cô tiền. Cô không phải ngại đâu, cứ làm gì là không ai để ý đâu. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Sống ở trên đời ấy, cái gì có thể không biết, nhưng làm người ấy thì phải biết. Còn nếu mà không chịu được ấy thì lấy mà bịt mặt vào. Dừng lại! Cái con bé này làm sao đấy? Ngồi chờ ở đây nhớ bị xe đâm thì sao? Đi đây! Mình ăn cắp ngon, cho biết tay đôi nhé! Có chuyện gì vậy? Em không ăn cắp! Mày có cái à? Không ăn cắp mày trèo lên xe làm gì? Nó dẫn về đây ngoan đi! Cái con bé này nó bị làm sao ấy? Lúc nãy nó cũng ngồi trước đầu xe tôi kìa. Chắc là anh hiểu nhầm rồi, đứa bé nó không ăn cắp đâu. Anh nhìn xem, đồ đạc ở trong xe vẫn còn nguyên, vị trí không bị rời đi, chứng tỏ là con bé không lấy đồ gì ở trong xe cả. Anh nhìn vết chân xem, vết chân đã khô từ rất lâu, chứng tỏ là con bé ở đây cũng lâu rồi. Nếu như nó là ăn cắp, nó phải rời đi ngay lập tức chứ, nó ở đây làm gì? Chị hỏi em, tại sao em lại làm như vậy? Hồi trước bố em hãy ngồi đây. Hồi đó, nếu như mà bố không uống rượu say, không đi xem bài trên đường, thì đã không có thể như thế này. Tôi xin lỗi cô, cháu nó trẻ con nó không biết gì ạ. Các cô bỏ qua, xin lỗi các cô đi cháu. Xin lỗi ạ. Đúng là bà nào cháu nấy, cô ra xe như thế nào đi. Sếp ơi, cửa xe bị xước rồi. Hả? Lỗi là do tôi không biết bảo ban nó. Cô cho tôi đền tiền ạ. Tôi chỉ có ngần này tiền thôi ạ. Từng này tiền làm sao mà đủ được. Thôi, bà cứ cất đi, cháu không cần đến đâu. Dạ vâng ạ. Cháu xin lỗi cô ạ. Thôi không sao đâu, đằng nào cái cửa đấy cháu cũng chuẩn bị đi thay rồi mà. Hai bà cháu đi nhá. Cảm ơn cô ạ. Đi cháu. Cháu xin lỗi cô ạ. Cuối cùng cũng hẹn gặp được bạn trai trên mạng rồi. Hay là bà đi cùng tôi nhá. Ok. Được gặp em ở đây anh vui quá. Bây giờ em lên khách sạn cất hành lý cùng anh nhé. Nhưng mà em thấy anh không đứng ở chỗ này mà. Anh photoshop ấy. Anh diễn cũng khá đấy chứ nhỉ. Người nói chuyện với bạn tôi không phải là anh, mà là một người khác bán thông tin của bạn tôi cho anh đúng không? Cô có bằng chứng gì không? Theo như lời bạn tôi nói thì anh ở Hàn Quốc đúng không ạ? Nhưng hiện tại Hàn Quốc bây giờ đang là 5 độ C. Tại sao anh vừa xuống máy bay mà anh lại mặc đồ mùa hè? Không thể như thế được. Anh lại còn bị dị ứng xoài, mà bạn tôi lại gọi cho anh một cốc sinh tố xoài. Nếu như tôi đoán không nhầm ấy, thì người mà nói chuyện với bạn tôi không phải là con trai mà là phụ nữ, đã dùng máy biến âm để đổi thành giọng đàn ông. Bởi vì chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ mà thôi.